Đây rồi, hôm nay bắt được tận tay say thần mật nhá. Con sơ ý quá, đây là con quên mất ạ. Thì vào lấy ra đi, lại còn ngồi đấy nhìn ạ. Mẹ, vứt con lăng loàn này. Con mệt mỏi với mẹ lắm rồi đấy. Làm mẹ đâu? Đưa cháu sách cho. Ơ, mẹ. Đây rồi, hôm nay bắt được tận tay say thần mật nhá. Cái loại đàn bà lấy chồng rồi mà vẫn như là bà hoàng ấy. Chồng đi ra ngoài kiếm tiền vất vả như thế mà về vẫn phải hầu hạ cơm nước cho cô nữa hả? Mẹ, thôi có gì vào nhà nói. Hàng xóm nghe hết đi bây giờ. Không có nhà mà cửa gì sắt. Nuôi anh mấy lần này anh chưa phục vụ tôi được một bữa cơm đâu cả. Thế mà bây giờ anh về, anh hầu hạ vợ anh, anh để cái bà già này chết đói, anh có thể quan tâm gì đến tôi đâu. Chuyện không phải như vậy đâu mẹ. Không gì mà nhà nói. Anh lại còn cãi hả? Anh thấy trông lại cái bộ dạng của anh xem. Họ hàng làng xóm mà người ta nhớ nhìn thấy anh như thế này thì cái mắt tôi đây ấy, có phải đeo mơ vào không? Ôi giời ơi, trời ơi. Trời ơi, sao con tôi nó lại gầy mòn thế này chứ? Tôi nuôi con tôi có bao giờ tôi để cho con tôi nó gầy mòn như thế này đâu. Trời ơi. Mẹ nhìn sao chứ? Con mới tăng 2kg đấy mẹ ạ. Anh không phải bênh vợ. Làm sao mà tôi không biết được con trai tôi gầy béo như thế nào chứ? Cái loại vợ ấy mà để cho chồng đi vào bếp, vứt. Mẹ, vợ con đi làm, chứ nó có đi chơi đâu. Mẹ đừng nói thế, vợ con nó buồn. Gớm, anh để lo cho vợ anh thế cơ. Sao anh không lo cho cái bà già này buồn đi? Tôi thấy anh đi ra ngoài kiếm tiền vất vả, về tới nhà ấy, lại còn phải cun cút phục vụ vợ con. Sợ, để cho vợ ra ngoài váy vóc son phấn đan đúm ăn chơi, thử hỏi làm sao tôi đây không suy nghĩ được. Chắc là anh chị muốn tôi chết sớm đi có đúng không? Thôi mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Từ ngày mai con sẽ về sớm bếp núc, không để cho chồng con phải làm những việc như vậy nữa. Vâng, lâu lâu con mới vào bếp phụ vợ có một hôm, mẹ bớt giận. Đấy là hôm nay tôi sốt ruột quá, tôi lên đi thăm anh chị bất ngờ. Chứ không á, không biết là chị còn treo lên đầu lên cổ con trai tôi như thế nào nữa. Chị hứa rồi đấy nhá, để xem sau này chị sống với con trai tôi như thế nào. Thôi, em cố nhịn, mẹ cũng già rồi, bà hay suy nghĩ, lại đột quỵ ở đấy thì chết. Ăn đi con, ăn nhiều vào cho nó khỏe người, để lấy sức mà còn đi kiếm tiền con ạ. Này, không được để cho mình xấu, mình thảm hại hơn nó. Kìa, mẹ, con mẹ. Mẹ nói cho con nghe, từ nay trở đi á, con phải ăn đồ ngon vào, mua đồ đẹp mà mặc. Hiểu chưa? Dạ, vâng ạ. Nhớ đấy. Ăn đi. Ô hay, cô lấy cái bát nước mắm cho chồng mà cũng không lên hồn. Thằng Toàn nó chấm nước mắm là phải có ớt, cô nhớ chưa? Con sơ ý quá, đây là con quên mất ạ. Quên thì vào lấy ra đi, lại còn ngồi đấy mà nhìn à. Ăn đi con, ăn đi. Đây này. Ăn đi. Ăn đi.
người đâu. Có miếng ngon miếng lành thì biết nhường người lớn, nhường cho chồng cho con. Có cái điều đơn giản đấy thôi mà cũng không biết nữa. Mẹ, có bao nhiêu miếng ngon mẹ gắp hết cho con rồi còn gì. Vợ con cũng cần phải ăn chứ. Em đã ăn gì đâu? Em không nói, mẹ với anh có ăn gì? Không nói là đúng rồi. Ăn diện vào rồi ra ngoài kia ăn đồ ngon. Ăn chán, ăn chê rồi còn gì nữa. Mẹ, mà ở đâu ra cái thứ con dâu mà chưa cất dọn thì đã bỏ đi rồi. Chắc nó để cho mình rửa bát chắc. Thôi, mẹ ăn đi. Ăn xong con rửa. Mẹ cấm nhá. Đàn ông đàn an là phải lo việc to việc lớn trong nhà. Cái việc bếp núc dọn dẹp nhà cửa là của đàn bà, nhớ chưa? Dạ vâng. Thôi mẹ ăn đi. Mẹ. Kể làm chức cao chức lớn cũng sướng còn gì. Đi sớm về muộn chẳng ai dám nói gì cả. Dạ vâng mẹ. Con là giám đốc nên thời gian con cũng thoải mái mẹ. Con này, bây giờ chỉ có hai mẹ con. Mẹ hỏi, con nói thật với mẹ nhá. Dạ mẹ hỏi đi. Bấy lâu nay con đi làm về tiền nong chắc là con lại đưa hết cho vợ con giữ đúng không? Chuyện này thì phụ nữ trong nhà là tay hòm chìa khóa mà mẹ. Cái đồ ngốc này, thảo nào 3 tháng nay nó gửi về cho mẹ mỗi tháng được có 5 triệu bạc. 5 triệu không đủ cho mẹ tiêu hay sao ? Thì mọi lần ý, gửi về cho mẹ 5 triệu là để mẹ lo tiền ăn uống rồi thuốc men, với lại 2 triệu để cho mẹ mua sắm thứ nọ thứ kia. Nhưng mà bây giờ ấy, nó gửi về cho mẹ có 5 triệu bạc thôi. Mẹ ơi, thật ra thời gian này vợ chồng con cũng phải chi tiêu nhiều thứ mẹ. Anh không phải bênh vợ anh. Tôi nhìn sơ qua là tôi biết rồi. Chắc chắn là nó cắt xén cái số tiền này để nó mua sắm váy vóc rồi là phấn son đàn đúm đây. À mà không, lương giám đốc của con bèo bọt ra ít thì cũng phải 50 triệu một tháng. Xong rồi. Mẹ, mẹ nghi, mẹ nghi. Chắc chắn là vợ anh nó có bồ rồi đấy. Không có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ ơi, vợ con hiểu vợ con như thế nào mà. Con không tin mẹ đúng không? Được rồi, mẹ sẽ cho con trắng mắt ra. Mắt mẹ nhìn người đây cấm có sai bao giờ đâu. Mẹ không thể nghĩ tốt cho vợ con được hay sao? Vợ con biết mà, cô tốt lắm mẹ. Rồi đất ơi, cái đồ đổi vợ lên đầu này. Giờ này chị mới về à? Chị có biết chồng chị đi làm kiếm tiền vất vả, về nhà không có cơm ăn, phải mua cơm hộp để ăn tạm không? Chị giỏi quá đấy. Hôm nay công ty con hơi nhiều việc, cho nên là con về hơi muộn ạ. Không phải hôm nay, mà ngày nào cũng vậy. Mẹ nói vậy là ý gì ạ? Tôi đã hỏi hàng xóm rồi. Nghe người ta nói ý, ngày nào chị cũng đi sớm về muộn, xe đón xe đưa. Lấy tiền mồ hôi nước mắt của chồng để đi ăn chơi ha. Cái việc ấy thôi mà chị cũng làm được. Con xin lỗi mẹ, mà hôm nay con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ trước đây ạ. Ok, chị đã không nấu cơm cho mẹ con phải ăn rồi thì thôi. Về nhìn thấy cái cảnh này mà chị không thấy chướng mắt à? Ôi dồi ôi, toàn ơi là toàn.
còn vợ à? Đây, anh không phải lo. Rồi ạ. Con lăng loàn này, bà bắt được tận tay dây tận mặt rồi nhá. Mày dám lấy tiền của con trai bà để đi bao trai trẻ có đúng không? Bác ơi, không phải như bác nghĩ đâu à. Mày nhìn một ngày, loại đào mỏ như mày không biết liêm sỉ gì hả? Mẹ ơi, con mệt mỏi với mẹ lắm rồi đấy. Loại nghĩ thoát này cũng im một ngày. Từ hôm nay á, cô đừng hòng mong có cơ hội để làm vợ thằng Toàn nữa nhá. Hôm nay tôi sẽ cho con tôi sẽ trắng mắt ra như thế nào. Làm gì ở đây vậy? Em. Anh đi mà hỏi mẹ ấy. Làm sao? Cô xấu hổ quá không mở miệng được ra đúng không? Con xem. Còn vợ con, nó lấy tiền mồ hôi nước mắt của con để đi bao trai trẻ đây này. Mẹ, chuyện không phải là như vậy đâu. Sao? Đến nước này rồi mà con vẫn chưa tỉnh ra à? Con định giấu mẹ, nhưng hôm nay con sẽ nói thật hết. Mẹ còn chuyện gì nữa giấu mẹ? Hả? Thật ra con chẳng phải là giám đốc gì cả. Trước đây con chỉ là một thằng nhân viên quèn, lương tháng có 6 triệu mẹ. Thế từ trước tới nay tiền gửi về cho mẹ đều là do Trang. Cô ấy là giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản. Tiền chi tiêu, tiền mua nhà đều là do Trang lo. Đến cả việc sợ mẹ khan khổ, không có tiền tiêu, hàng tháng cô ấy vẫn phải gửi về cho mẹ dư ra. Con là phận chồng, đã không giúp được gì cho vợ, đằng này lại làm gánh nặng cho vợ con nữa. Con mới ký nhầm một số, bây giờ phải đền bù 1 tỷ đồng. Và còn bị đuổi việc nữa. Con nói. Cho nên cô ấy bây giờ mới phải đi làm từ sáng đến khuya, làm thêm giờ để kiếm tiền trả nợ cho con mẹ. Con nói thật là nói đùa thế. Mà sao từ trước tới nay chẳng thấy con nói gì cả, làm mẹ lại cứ tưởng là con giỏi giang. Trời ơi là trời ơi. Con biết trong mắt mẹ con luôn là một thằng giỏi giang, là một người con thành đạt, nhưng vợ chồng con quyết định giấu mẹ để làm mẹ vui. Thế còn cái cậu này là ai? Dạ thưa bác, con là trợ lý giám đốc. Hôm nay con đưa giám đốc để ký hợp đồng ạ. Trang à, mẹ, ôi dồi, con làm mẹ xấu hổ quá cơ. Mẹ xin lỗi con nhá. Con đừng có giận mẹ. Mẹ không biết con lại vất vả đến thế. Mẹ lại cứ tưởng là con trai của mẹ nó giỏi giang. Con đừng giận mẹ nhá. Mẹ à, con biết trong mắt mẹ anh Toàn lúc nào cũng là người giỏi nhất, nhưng mà con vẫn mong mẹ thông cảm cho công việc của con. Dù sao thì mẹ cũng từng là con dâu giống như con mà. Thôi, bây giờ con phải đi gặp khách hàng rồi. Mẹ với anh Toàn về trước đi ạ.